Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nay ngày thứ ba, ngày 20 tháng 9 thì mình có về được vài cặp mâm ở cặp bánh căm của Future Lab đời 2022, hàng chưa lăn bánh nha. Thì xe trên xe của cửa hàng người ta thay bánh mâm á, thì dư ra mình thu lại, sẽ báo giá chi tiết cho anh em xem ha. Đây là cặp bánh căm của Future Lab, thì mình lắp vừa cho Future X cũng được nè, tại này nó xài đĩa đĩa bằng ha, trùng mã luôn anh em. Đây, hàng Việt Nam, Honda của Honda Việt Nam á, một cặp mỗi cái một mỗi một cái đèn là một thùng nha, chưa có lăn bánh luôn. Anh em giờ bên trong là biết chưa xài nữa ha. Này bên trong nè, bên trong cái này nè thì hãng nó sơn lót sẵn rồi. Trùng mã luôn nè, có bật đạn, không có máy đực nha, tại vì người ta xe của cửa hàng người ta lên bánh mâm cho để dễ bán á, thì máy đùm người ta giữ lại, ta không có bán cho mình, ta chỉ bán cầm đùm niềng thôi. Đó. Một cặp vậy là 1,3 triệu nha anh em, cộng với phí ship. Đây là phuộc của cúp FI 10, thì hôm trước mình về được khoảng 80 cặp, thì mình có chia cho chỗ khác bán 40, mình bán 40, mà hiện giờ mình còn 10 cặp nữa là hết rồi. Để xé bên trong cho anh em xem ha. Đây, hàng mới anh em, cái đát trống với chừng 1,3 triệu cặp, không bao ship nha, lắp vừa cho quay game phụ chờ đồ ok nha anh em, tại nó cái chiều dài nó cao hơn của game. Cái chiều dài của nó cao hơn game 115. Của game 125 mà nó bị mất hình vậy nó cũng 1,3 triệu luôn, 2021. À, mất hình chân sáng à. Chân này chưa qua tẩy rửa luôn đó. Cái bô rim 125, bô đời 2022 hết nghe nè. Đây là hai cái bô rim 125, bô đời 2022 hết. Chưa cắn mớp, chưa chạy, chỉ có cái đống bụi dơ là mình không có chùi rửa nè. Cây 2,2 triệu nghe nè. Đáp nó nằm đây 2022, mình đẹp, cổ đẹp, cổ zin, bò mình zin, không có cắn mớp, không có móc cua gì hết, cổ đẹp này. 2,2 triệu cộng tiền ship nha. Này là của cái máy hôm qua nè, cái máy hôm qua mà mình chụp của cái clip trước á, anh em thấy không, cái trái bê tông còn đẹp luôn nè, ở trong nè. Giờ một bộ này bộ bình xăng này đó, là bộ bình xăng đầu lòng đầy đủ của nó là 7 triệu cái nè, bộ này 7 triệu nè, có đầy đủ luôn, ốc cổ vô bugi đầy đủ. Bây giờ em coi đầu đẹp luôn. Trên máy tháo xuống, máy này đi ít nghe nè anh em, giờ em chép bê tông biết không? Chưa đám khói luôn. Bộ ba nắp này là 1,1 triệu nha, bộ ba nắp này nè, sơn zin, nó chỉ có chày nhẹ chỗ này thôi à. Còn ngoài ra mấy chỗ khác không có chày. Bên trong, bên trong như mới luôn nè, ba nắp, nắp lửa, nắp nồi với nắp đề,
Cuộn lửa này là một cuộn 900, một bộ gì 900 nha. Lăn mâm lửa. Có 4 ốc luôn. 4 ốc. Rẻ nha, hai cái đầu này nó không có bình xăng, nó chỉ có xử lý khí thải với co đầu lòng đầy đủ. Đó, thì bộ này nó có 5 triệu à. Có đầy đủ luôn. Có bình xăng đầy đủ, bình xăng xá xị, xử lý khí thải. Boe, bộ này 6 triệu 8. Xì đẹp đúng không? Thì đẹp đẹp đúng không? Đây. Chưa tẩy rửa mà gì nè. 700 ngàn cũ. Lắp vừa cho phu chờ neo, phu chờ 2, phu chờ 125. Ok. Hai bộ dên lắp giữa bơm nhớt ha, đầy đủ luôn anh em. Quay cho anh em coi. Đây. Đầy đủ bộ gì đó là 2 triệu 8. Bao anh em là dân chưa làm gì hết, không gơ lắc nha, mình đã kiểm tra rồi mình mới đăng bán của mình. Thì đồ sao nói vậy, ví dụ đồ zin nó zin đi nhiều nó đi nhiều, đi ít nó đi ít ha, tiền nào của đó. Anh em muốn ken thì mình bán từ bình dân tới cao cấp. Ví dụ anh em muốn món đồ mà nó vip, nó ok nhất như mới thì nó có giá của như mới, còn như mình nó cái hàng mà nó chung chung thì có giá của chung chung. Gác chân máy cây 500, cao su zin, nói chung đồ zin hết, sơn zin không công zin ha. Còn như mấy món lặt vặt này anh em cầm món nào thì mình hỏi hỏi món đó ha. Gặp gác chân thì từ 850 đến 950, IC thì 600, 500 đến 550 đến 600, mobin thì 300 đến 350 tùy theo ha. Mấy công dây ga dây e thì dây 100, còn nếu mà lấy luôn cùm ga thì 150. Có cần số thì bộ này 200 nha. Bộ này 200. Vừa rồi mình cũng có báo giá cũng như là nói về tình trạng cách thức mua bán giao hàng ở bên mình ha. Thì anh em coi nếu mà cảm thấy đủ tin tưởng thì mình cọc, còn không thì thôi vui vẻ, không hơn thua qua lời nói nha. Mình chỉ góp ý nhiêu đó thôi. Khách nào thì mình cũng tiếp, nhưng mà khách mà cũng hư chứng chứng mình cũng không có tiếp đâu nè, nó trước đặng khách hàng là thượng đế, nhưng mà nó cũng có cái chừng mực thôi nghe, chứ không phải lúc nào anh em cũng nói chuyện hơi khó nghe là mình xin lỗi mình không có tiếp nha. Đồ thì mình báo giá với lại mình có thông báo cách thức giao dịch rồi đó, thì anh em coi ok thì cọc mình gửi hàng đi, còn không thì xem chơi vui vẻ. Thì cuối video thì một lần nữa mình cũng xin chân thành cảm ơn đến những anh em đã từng mua của bên mình hoặc là đang xem video cũng như đăng ký kênh ủng hộ, thì mình rất là cảm ơn. Thì kênh của mình thì cũng mới tạo đây thôi nên lượng khách cũng ít, mình chủ yếu mình bán trên Facebook là nhiều. Thì anh em nào cảm thấy thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để cho kênh phát triển. Mình đăng clip lên thì anh em dễ thấy đề xuất hơn, thì sẽ thấy được nhiều món hàng mới. Anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ sẽ qua số điện thoại trên màn hình, số có Zalo, thì mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em dễ chốt hơn. Còn trên phần quay thì mình có lời nào sơ xuất hay là có cái gì không vừa ý thì anh em cứ góp ý thoải mái nha. Cuối clip thì xin hẹn anh em vào clip tiếp theo. Cũng cảm ơn em đã xem hết video. Xin chào.